Nói về cái chính sách mà ba thưởng một phạt mà vừa mới được phổ biến của công ty á, thì theo tôi thì đánh giá nó là một cái chương trình rất là thiết thực, rất là hay, và nó mang lại cho cái mà mình khuyến khích nhân viên á, động viên tinh thần nhân viên rất là nhanh, và giống như là làm cho tinh thần họ rất là tốt. Nhưng mà nói về cái hạn chế thì ngay cả bản thân tôi thường suy nghĩ như thế này, đó là muốn nhận xét và đánh giá luôn cả nhân viên Phương Nam đối với khối kỹ thuật và khối thu ngân, thì hiện tại ở trên cái app này chưa làm được, chỉ dành cho FTO thôi. Cho nên đó là một cái hạn chế mà như mà nói ở cương vị một quản lý thì tôi mong muốn là nó sẽ được áp dụng cho tất cả các nhân viên, kể cả là kỹ thuật và thu ngân. Và một cái nữa là một cái điểm nữa, đó là cái một thẻ phạt thì nó đang là mình thực sự là chưa dám áp dụng cái bằng thẻ phạt đây, thì mình nghĩ là nó mang tính chất nó có một cái văn bản gọi là khiển trách, mà mặc dù ở trên đó thì nó là chỉ là một cái nhắc nhở nhẹ nhàng thôi, nhưng mà nói về khía cạnh mà nhân viên nhận thì mình đang sợ là tâm lý của người nhân viên nhận cái đó thì họ nghĩ là họ đang làm cái gì sai trái lắm và họ đang bị khiển trách, thì không biết cái tâm lý của họ sẽ bị nặng nề về cái vấn đề khiển trách này hay không. Cho nên là hiện tại bản thân tôi chưa dám áp dụng cái bằng thẻ phạt đó. Mong là sẽ có một cái gì đó nó nhẹ nhàng hơn trong cái phần thẻ phạt này, để khi nhân viên họ chỉ cảm giác là họ chỉ nhận một cái lời nhắc nhở động viên thôi, nó cũng mang tính chất động viên nhưng mà nhắc nhở, thì nó hay hơn là so với cái việc là mình khiển trách như hiện tại. Hiện tại thì khi mà tôi nhận được cái chính sách mà ba thưởng một phạt từ công ty đưa ra, thì cái chính sách này trong cái thời điểm này nó giống như một cái đòn bẩy để thúc đẩy mỗi cá nhân, mỗi nhân viên của công ty á, là họ có cái động lực, họ cố gắng hơn, hoàn thành hơn, tốt hơn công việc mà mỗi ngày, để họ mong muốn được nhận cái lời động viên từ cấp trên hàng ngày, hàng tuần, có thể là hàng giờ, để mà họ cố gắng tốt hơn vào cái phần mà hoàn thành cái kế hoạch của chi nhánh, cũng như là cái về hoàn thành về bằng cái phát triển tương lai của công ty. Thì với cái chính sách mà ba thưởng một phạt á, thì cũng giống như khi mà nhân viên mà được nhận cái chính sách này thì họ cảm thấy là mỗi ngày họ phải cố gắng thêm 0.1-0.2% như lúc ban đầu khi chưa nhận thôi, thì cái công việc của họ sẽ hoàn thành tốt hơn, và bản chất thì cái kế hoạch chung của chi nhánh nó sẽ tốt hơn, sẽ được hoàn thành sớm hơn so với dự định. Và với cái chính sách này ra trong cái thời kỳ mà trong cái chiến dịch mà đỏ lửa trong thời điểm này, thì vẫn mong rằng là tất cả các cán bộ nhân viên và các chi nhánh cũng như tập đoàn sẽ hoàn thành tốt và về đích sớm hơn cái chính sách mà 90 ngày đêm đỏ lửa như hiện tại. Chị có nhận xét gì về cái hạn chế hay là có đóng góp gì cho chính sách? Thì với cái chính sách này thì về cái phần hạn chế, thì với cái mức độ là nhân viên, và tôi xin đóng góp về mức độ nhân viên, thì bản chất về cái phần thẻ phạt thì tất nhiên ai cũng sẽ lo lắng và sẽ phải hồi hộp, nhưng mà với cái phần thẻ phạt đấy thì tôi ghi nhận thêm thì nên là để với mức độ là nhắc nhở và động viên nhỏ, động viên khéo cho cái tâm lý của nhân viên, họ không có cảm thấy là họ bị run hoặc là bị sợ hoặc là bị áp lực bởi những cái công việc và những cái động lực mà họ đang phải cố gắng từng ngày.